Phát huy hiệu quả qua nhiều năm tổ chức, dịp Tết năm nay, Sở Công Thương Bình Dương tiếp tục làm việc với các đơn vị kinh doanh thương mại về triển khai chương trình bán hàng lưu động. Ghi nhận tại các điểm bán hàng lưu động cho thấy, chương trình thu hút đông đảo người dân đến mua sắm và đánh giá cao. Điểm bán hàng lưu động tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên do siêu thị Co-op 2 Bình Dương thực hiện. Ngay khi vừa mở bán, nhiều người dân tranh thủ đến lựa chọn những món hàng phục vụ nhu cầu đời sống gia đình. Tổng giá trị hàng hóa đợt bán hàng tại đây là 100 triệu đồng, gồm hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia dụng. Tất cả hàng hóa đều thuộc danh mục đăng ký tham gia bình ổn thị trường dịp Tết 2022. Không chỉ tham gia bán hàng, siêu thị Co-op tặng nhiều phần quà Tết đến các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại địa phương nhằm chia sẻ khó khăn, đồng thời góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp hơn cho mọi người, mọi nhà. Tại vì ở ngay đây là không chưa có cấp mát á, nên Thủ Dầu Một hơi xa, thì ở đây thì nhiều tiền cho bà con hơn. Thì mình nghĩ có những cái phiên chợ như thế này để bà con có nhiều sự lựa chọn hơn. Thấy giá ở đây nó cũng rẻ hơn so với mấy chỗ bán ở ngoài chợ đâu. Người dân ở đây người ta đi mua sắm rồi cũng rất là phấn khởi. Trung bình, mỗi đợt bán hàng lưu động sẽ được thực hiện trong 2 ngày. Các điểm bán đặt tại nơi có đông công nhân lao động, khu cụm công nghiệp, địa bàn nông thôn. Theo Sở Công Thương Bình Dương, dịp Tết 2022 có 6 đơn vị tham gia với 16 chương trình bán hàng lưu động. Quy mô, chất lượng và chủng loại hàng hóa tăng so với năm trước. Mỗi điểm bán đều có treo băng rôn khẩu hiệu, gian hàng bình ổn thị trường để người dân nhận biết và đến tham quan mua sắm. Việc bán hàng lưu động là một cái nhiệm vụ chính trị mà Sở Công Thương kết hợp với lại Mặt trận Tổ quốc để triển khai cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn cũng như là chương trình người hàng Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Chương trình bán hàng lưu động chứa đựng nhiều ý nghĩa thiết thực. Đây là kênh kết nối giúp người dân được tiếp cận với hàng hóa sản xuất trong nước với chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Qua đó, người dân toàn tỉnh thuận lợi chuẩn bị vui xuân đón Tết tươm tất đủ đầy.